SOS phát hiện báo thủ tại Thảo Cầm Viên, rất cục xúc nhưng lại mắc bệnh sạch sẽ, khiến ai nấy lú ngang. Nghỉ lễ, cô gái nọ đi dạo Thảo Cầm Viên rồi bất chợt phát hiện ra nơi này nuôi toàn bọn báo đời. Điển hình là con Tinh Tinh vừa thấy chuồng thiếu cái chổi thì mạnh dạn ra xin điểu công một nắm lông đuôi để quét. Có vẻ như con Tinh Tinh thấy khu vực ăn ở nội vụ vệ sinh tại Thảo Cầm Viên chưa được đạt chuẩn cho lắm. Nhìn xung quanh lại chẳng thấy có cái chổi nào vừa tay để quét dọn. Thế là nó nhanh trí ra mượn luôn một nắm lông đuôi của em công. Xin không cho thì dở cho ăn cướp. Một tay cầm cổ công, tay còn lại vặn gọn một phát, không động tác thừa. Nguyên liệu đầy đủ rồi, Tinh Tinh ta ngồi gọn vào một góc để bắt đầu công tác bó chổi. Trông nó tỉ mẩn xếp từng sợi lông thì có vẻ như là nó rất tâm huyết với tác phẩm chiếc chổi đầy rực rỡ này của mình. Không biết tại sao giữa một cái chuồng đầy công lại lọt vào con Tinh Tinh báo đời như này nữa. Cư dân mạng thì xót xa thay cho em công. Không biết giờ này ổn định tâm lý chưa, chứ mãi mới có bộ cánh diện lễ thì lại gặp quả sao thái tuế chiếu mệnh như này, kể cũng xót. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày, bạn nhé.